Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023 đối với tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, được bề trên ban cho lộc lớn mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, càng về Tết càng giàu có. Thưa quý cô bác Kỷ Dậu thân mến, sự vất vả của 1969 là điều được định sẵn trong cuộc đời của họ khi họ phải đối diện với những gì mình gây ra. Không còn có thể lảng tránh hay lười biếng mà phải hành động với đầy tính trách nhiệm và sự lo toan. Bỏ cuộc là điều không thể có, nên chỉ có cách duy nhất là mặc kệ người đời hay mặc kệ miệng lưỡi, cứ vậy mà cặm cụi làm việc, hy vọng hanh thông. Tại thời điểm tháng 12 âm lịch tới đây, bản mệnh một bước lên mây, phúc khí bao vây, cứ thế hốt trọn lộc trời, tiền về ngập két, trả sạch nợ nần. Bản mệnh tuổi này sẽ được thần tài điểm tên, giàu có bất ngờ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, lấy lại những thứ xứng đáng thuộc về mình. Tuy nhiên cần phải thực sự biết một điều, không sẽ gặp phải họa lớn. Vậy không để mất thêm thời gian, cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý cô bác tuổi Kỷ Dậu thân mến, định luật cây tre nôm na rằng tre mất 3 năm đầu để lên được 2 đến 3 phân. Sau đấy đến năm thứ 5 trở đi thì mỗi ngày lên được 30cm và chỉ mất 6 tuần để lên được 15m. Với 1969 Kỷ Dậu, tạm áp dụng định luật cây tre vào mệnh số của họ, vì họ dừng chân tại chỗ đã khá là lâu rồi. Dừng chân không phải là không làm gì, làm chứ, vẫn làm nhiều là khác, chỉ là tựu thành thì chưa lắm so với cái nỗ lực, cái cốc rễ của họ mà thôi. Nay Kỷ Dậu thân mến, cô bác còn nhớ có cái thời cô bác suy nghĩ mọi sự giản đơn chứ, tự tin cho rằng chỉ cần mình cố là sẽ thắng, chỉ cần mình chiến là sẽ được, bao lần vỡ òa vì nước đến chân mới nhảy, nhưng lại nhảy được rất xa, bao lần đạt được thắng lợi nho nhỏ về thân. Nhưng sau khi dày công kỷ luật, tất cả những thứ đấy có thể cô bác đã quên vì bị không gian xung quanh đồng hóa. Có thể cô bác không còn nhớ bị đời vùi cho suốt những năm vừa rồi, nhưng đừng tự khóa lại sự bất phàm của bản thân như thế. Cặm cụi và lầm lũi, chăm chỉ và lì đòn, thêm tính kỷ luật cùng biết dựng xây tính toán kế cuộc đời, Kỷ Dậu chắc chắn sẽ còn lật mình mà tiến xa. Tôi không quan tâm cô bác bao nhiêu tuổi, cũng chẳng quan tâm cô bác mạnh yếu như thế nào. Tôi chỉ mong cô bác luôn giữ vững niềm tin vào cuộc sống, tin chính bản thân của mình, việc cải vận thay mệnh sẽ chẳng khó khăn gì với Kỷ Dậu cả. Một trong những điều mà thầy bói đã phán đó là người Kỷ Dậu chưa thực sự hiểu chính bản thân họ, suốt ngày lo nghĩ cho người khác mà lại chẳng quan tâm yêu thương bản thân mình. Đến tuổi này rồi mà vẫn chưa hiểu được tại sao bản thân mình vẫn mãi cực khổ thì cũng vừa đáng trách mà vừa đáng thương. Dẫu biết cuộc sống Kỷ Dậu cũng không dễ dàng gì, cày như trâu mà lại chẳng nhận được thành quả xứng đáng. Sống hiền lành nên luôn bị bất công chèn ép, thị phi bùa vây, Kỷ Dậu à, đã đến lúc chấm dứt sự thống khổ này thôi, hãy ngồi lại và lắng nghe bản thân của mình nhé. Tháng 12 phát tài chính là thời điểm đầy triển vọng đối với người tuổi Kỷ Dậu, nhiều phương diện cuộc sống của cô bác có bước cải thiện lớn lao, và đó chắc chắn là thành quả xứng đáng với công sức cô bác bỏ ra từ trước đến nay. Nguyệt lệnh lâm dưỡng đại diện cho sự phát triển, nhờ vậy mà công việc của cô bác cũng sẽ có những thành tích đáng mừng từ trước đến nay. Nếu cô bác vẫn luôn ngoan cường chịu được nhiều khó khăn, vất vả, không than vãn, không bỏ cuộc, thì tháng này cô bác sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Năng giao tiếp giỏi cũng sẽ giúp ích cho cô bác rất nhiều trong quá trình xây dựng các mối quan hệ, thậm chí có người còn may mắn gặp gỡ với quý nhân, chạm tay vào cơ hội hiếm có. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Kỷ Dậu 1969 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Bản mệnh có ngày sinh trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 năm 1969 đến ngày 5 tháng 2 năm 1970, dương lịch, thuộc tuổi Kỷ Dậu, cầm tinh con gà, thiên can kỷ kết hợp với địa chi Dậu,
giải nghĩa là báo hiệu chi kê, gà gáy. Tuổi 1969, mệnh thổ, đại trạch thổ, đất nền nhà, hành thổ của tuổi Kỷ Dậu nói chung là một yếu tố thuộc ngũ hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thổ tượng trưng cho đất đai, là môi trường để ươm trồng, nuôi dưỡng, phát triển và cũng là nơi sinh ký tử quy của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng hỗ trợ và tương tác với từng hành khác. Đặc trưng của hành thổ là khi tích cực, thổ biểu thị cho lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, thổ có thể tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo về những khó khăn không tồn tại. Hiểu được mệnh đại trạch thổ là gì, ta có thể nắm được một số đặc trưng trong tính cách của người mệnh này như sau. Vì đất cồn bãi là dạng địa tầng được kiến tạo nhờ các yếu tố địa lý khác nhau, nên đặc trưng của dạng vật chất này là thiếu tính ổn định, người mệnh đại trạch thổ cũng vậy. Khác với những nạp âm khác của mệnh thổ, người mệnh đại trạch thổ có tính khí khá tùy duyên, hành sự thuận tiện, không gò bó theo một khuôn mẫu có sẵn nào. Ưu điểm của người mệnh này là sự cơ trí, linh hoạt, tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại nhiều lợi ích tối đa nhất. Chính vì cá tính linh động nên họ thường rất được yêu mến, vì thoải mái, dễ tính và có năng lực đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Tuy vậy, nhược điểm của họ là chính vì khá tùy duyên, tùy thời, nên bản mệnh dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc không nhất quán như những người anh em mệnh thổ khác. Đại trạch thổ là dạng vật chất hình thành do tự nhiên, nên người mệnh này rất thích cuộc sống tự do, không muốn bị cầu thúc họ, có chí tiến thủ, muốn thể hiện bản thân và có khát vọng được giúp đỡ mọi người. Khi gặp phải tác động từ những biến cố, thay đổi bên ngoài, bản mệnh dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh, nếu tác động có lợi thì họ lập tức lợi dụng, còn nếu tác động có hại thì họ thu mình, cố thủ. Trong giao tiếp, mệnh đại trạch thổ luôn có thái độ ôn hòa, điềm tĩnh đặc trưng của mệnh thổ, kết hợp với sự linh hoạt, giỏi ứng biến, nên người mệnh này rất khéo ăn nói, dễ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tử vi tháng 12 năm 2023 tuổi Kỷ Dậu âm lịch, hung cát song hành, hãy luôn kiên định. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch thấy rằng, tháng cuối cùng của năm, người tuổi Kỷ Dậu sẽ gặt hái được không ít thành công, nhưng song song với đó cũng sẽ phải đối diện với không ít khó khăn, thử thách. Đây là lúc bạn cần vững vàng, kiên định với con đường mình đã chọn. Trên phương diện sự nghiệp, tam hợp cho thấy bạn là người nghiêm túc, chăm chỉ trong công việc, bạn có tầm nhìn xa trông rộng, nên có thể lãnh đạo, chỉ huy mọi người xung quanh. Tuy nhiên, những thành công bạn gặt hái được cũng sẽ khiến bạn trở thành cái gai trong mắt của không ít kẻ tiểu nhân. Phương diện tài lộc nhìn chung khá ổn định, bạn tiếp tục đi theo định hướng của mình từ trước đến nay thì không lo không kiếm được một khoản tiền đều đều vào túi. Tuy nhiên, trong những lĩnh vực mới thì bạn cần hết sức thận trọng, không nên vội vàng tiến hành các dự án mới. Điểm sáng nhất trong vận trình của con giáp này chính là phương diện tình duyên, ngũ hành tương sinh cho thấy bạn có cơ hội gặp được các đối tượng triển vọng. Bạn cũng cởi mở hơn khi trò chuyện, nên quan hệ đôi bên ấm lên nhanh chóng. Với các cặp đôi, hai bạn biết thay đổi để thích nghi và bao dung cho nhau, vì thế quan hệ ngày càng gắn kết. Về phương diện sự nghiệp, tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch khuyên bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với khó khăn. Nhưng bạn cũng sẽ gặt hái được không ít thành công trong tháng này nếu như bạn chịu cố gắng không ngừng, bởi công lao của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Cục diện tam hợp chỉ ra rằng bạn luôn chăm chỉ nghiêm túc trong công việc, vì thế mà mọi nhiệm vụ được giao đều sẽ đạt được những thành tích khá tốt. Hơn nữa bạn còn là người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể hướng dẫn lãnh đạo mọi người xung quanh và nêu lên những ý kiến đúng đắn, đóng góp cho sự phát triển của tập thể. Những thành tích cao mà bạn gặt hái được là hoàn toàn xứng đáng, một số người có thể được cấp trên cất nhắc lên vị trí quan trọng hơn. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng những thành công mà bạn đạt được có thể biến bạn thành cái gai trong mắt của kẻ tiểu nhân, ngũ quỷ cho thấy kẻ xấu luôn rình rập tìm cơ hội cướp mất công lao, hoặc hạ bệ danh tiếng của bạn. Vì vậy mà làm việc gì, con giáp này cũng cần hết sức cẩn thận, đặc biệt là trong cách nói năng, hành xử. Người trẻ tuổi có thể đối diện với một vài khó khăn trong công việc do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tuyệt. Bạn cảm thấy bối rối lo lắng khi nghĩ rằng công việc của mình còn đang bấp bênh, chưa vững chắc được như người khác. Hãy dành thời gian để cân nhắc về hướng đi của mình. Nếu đã chắc chắn thì hãy cố gắng đến cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Còn nếu chưa chắc chắn thì đừng ngại hỏi ý kiến của những người đi trước. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, có thể nói rằng phương diện tình duyên chính là điểm sáng nhất trong vận trình của người tuổi Kỷ Dậu thời điểm cuối năm này. Bạn được tận hưởng niềm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dưới tác động của cục diện tam hợp cũng như ngũ hành tương sinh, người độc thân đã cởi mở hơn khi trò chuyện, tiếp xúc với người khác giới.
bạn cũng tự tin thể hiện các ưu điểm của mình nên khiến nhiều người ấn tượng. Dù đã từng phải chịu tổn thương trong quá khứ, thì lúc này bạn cũng đã vượt qua và sẵn sàng cho những người chân thành với mình cơ hội trò chuyện, tiếp xúc. Bạn nhận ra trên đời này vẫn còn nhiều người xứng đáng để mình trao gửi trái tim. Với người đã lập gia đình hoặc với các cặp đôi, hai người biết bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Đồng thời cả hai cũng sẵn sàng thay đổi để hòa hợp với đối phương, quan hệ đôi bên ngày một gắn kết, không ai có thể chen chân vào được. Về phương diện tài lộc, phương diện tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu nhìn chung khá ổn định trong tháng cuối năm này, dù bạn không có cơ hội phát tài phát lộc lớn, nhưng cũng không phải chi tiêu quá nhiều. Tam hợp cho thấy, dù làm việc trong lĩnh vực gì đi nữa, hãy tập trung và nghiêm túc với nhiệm vụ, bạn ắt gặt hái được thành công và nhận được những khoản tiền thưởng nóng, lời lãi hậu hĩnh. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải chú ý đến tác động của kẻ tiểu nhân trong thời điểm này, đối thủ có thể có những động thái cạnh tranh khá gay gắt để giành giật khách hàng. Điều bạn cần làm là giữ vững định hướng, phát huy thế mạnh của mình. Khi bạn đã có trong tay lượng khách hàng trung thành rồi thì không cần quá lo lắng. Nguyệt lệnh Lâm Tuyệt cũng khuyên bạn không nên vội vàng bắt tay vào những lĩnh vực mới trong thời điểm cuối năm gấp rút như thế này. Tốt nhất, hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu và chứng thực thông tin, đồng thời chuẩn bị đủ tiềm lực cho mình để sang năm mới bắt tay vào thực hiện sẽ suôn sẻ hơn. Người trẻ tuổi cũng không nên quá sốt sắng nếu như bạn chưa thể gặt hái được thành quả gì lớn trong năm này. Những bài học mà bạn học được trong suốt một năm mới là tài sản quý giá nhất, giúp bạn có thể kinh nghiệm và bản lĩnh để vững vàng hơn trong tương lai. Về phương diện sức khỏe, căn cứ tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, phương diện sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu nhìn chung vẫn tương đối ổn định trong tháng cuối cùng của năm 2023. Dù bạn phải làm việc khá vất vả, con giáp này hãy luôn tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc. Dù có bận rộn đến mấy cũng đừng quên cho bản thân mình nghỉ ngơi đúng lúc. Khi cơ thể khỏe mạnh thì bạn mới có thể tỉnh táo giải quyết những nhiệm vụ hàng ngày. Cuối năm bạn sẽ phải tham gia khá nhiều các hoạt động tổng kết, giao lưu, vì thế hãy hạn chế ăn đồ dầu mỡ, hạn chế uống rượu bia, nếu đầu óc không tỉnh táo thì không nên điều khiển phương tiện giao thông để tránh họa huyết quang. Thưa quý cô bác, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023 dài đẵng đẵng. Đối với Minh Đường Tử Vi thì năm qua khá nhiều may mắn, nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai, nên biết tránh những họa hại vận vào mình, nên cũng bớt phần đen đủi. Không biết quý cô bác Kỷ Dậu 1969 có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường Tử Vi được biết nhé! Trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý cô bác tuổi Kỷ Dậu 1969. Vậy năm này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường Tử Vi nhé! Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa. Xét theo thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc, mệnh hỏa của năm tương sinh với mệnh thổ của tuổi, hỏa sinh thổ, như vậy là rất tốt. Can Kỷ tương hợp với can canh, chi Dậu lục hợp với chi Thìn, năm 2024 này, nam mạng Kỷ Dậu sẽ có nhiều thuận lợi và may mắn trong công việc, thành công đến nhờ vào kiên định. Chiều sâu trong nghề nghiệp, nếu mệnh chủ có tầm nhìn dài hạn, sự bền bỉ, ý chí dũng cảm, thì gặp chuyện gì cũng có thể giải quyết, trái ngọt nhất định ở phía trước. Vận trình tử vi của nam tuổi 1969 trong năm Giáp Thìn nhắc nhở bản mệnh không nên chủ quan, đắc ý. Muốn mọi sự thuận lợi thì nên có sự khiêm nhường, suy xét tính toán kỹ lưỡng thì thành công mới được vững bền. Năm Giáp Thìn 2024 này, nam tuổi Dậu 1969 sẽ có nhiều may mắn trong công việc. Điều này xuất phát từ sự kiên trì, vững vàng, giúp bản mệnh đón nhận được nhiều cơ hội. Sự nghiệp tuy không có những bước phát triển đột phá, nhưng đổi lại được bền vững, chậm mà chắc. Đôi khi công việc khó tránh khỏi những rắc rối xảy ra, nhưng với kinh nghiệm, vốn sống xã hội đã tích lũy được nhiều năm, nam Kỷ Dậu không phải quá lo lắng, chỉ cần bình tĩnh, tin tưởng, không ngại vất vả để giúp đỡ đồng nghiệp cấp dưới giải quyết vấn đề thì may mắn sẽ đến. Năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Kỷ Dậu có sự tăng tiến, những khoản tiền tích lũy từ thời trẻ đến nay vẫn đều đặn sinh lời, công việc có sự gia tăng về thu nhập, xứng đáng với những nỗ lực, kiên trì của bản mệnh. Ở độ tuổi 56, nam mạng Kỷ Dậu nên quản lý tài chính bản thân cẩn thận bằng cách lựa chọn ưu tiên trong chi tiêu. Bản mệnh chỉ nên chi tiền cho những việc thật sự quan trọng. Hãy tạo ra các tài khoản cá nhân để phục vụ hai mục đích, chi tiêu theo mong muốn hoặc theo nhu cầu cần thiết. Bằng cách đó, việc kiểm soát tài chính sẽ trở nên dễ dàng hơn. Năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nam tuổi Kỷ Dậu thường xuyên sum họp,
không khí vui vẻ, đầm ấm, bản mệnh thường tổ chức các buổi gặp mặt để các thành viên trong gia đình gặp gỡ, ôn lại chuyện cũ, hướng về nguồn cội hoặc truyền đạt lại kinh nghiệm sống cho con cháu. Dù là năm 2024 hay sau này, bản mệnh nên thông cảm, thấu hiểu và bao dung cho con cháu. Khi lớp trẻ bận rộn với cuộc sống, hãy động viên con cháu nỗ lực, cố gắng bằng những lời thăm hỏi nhẹ nhàng, không nên hờn trách hay can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của thế hệ sau, để gia đình phát triển tự nhiên và đạt được thịnh vượng. Bước sang tuổi 56, nam Kỷ Dậu nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình, hãy lập kế hoạch thể dục thể thao, ăn nghỉ phù hợp và đồng thời thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa bệnh tật. Tập thể dục đi bộ nhẹ nhàng mỗi tuần, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đi ngủ đúng giờ sẽ giúp cơ thể nam Kỷ Dậu xương khớp chắc chắn, khí huyết lưu thông tốt hơn. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng nên duy trì tinh thần vui vẻ, lạc quan, suy nghĩ tích cực để thân tâm đều được khỏe mạnh. Đối với nữ mạng, năm 2024 này, nữ mạng Kỷ Dậu sẽ có các phương diện cuộc sống tiến triển khả quan hơn so với năm cũ. Người làm kinh doanh sẽ nắm bắt được thời cơ, làm việc hiệu quả, chuyên tâm và dứt khoát nên gặt hái được thành tựu. Chỉ cần giữ được uy tín đã gây dựng, các mối quan hệ tốt đẹp thì sự nghiệp sẽ thành công. Vận trình tử vi của nữ Kỷ Dậu 1969 trong năm Giáp Thìn có cơ hội lẫn những thách thức. Lời khuyên cho bản mệnh là nên cẩn trọng, khiêm tốn, đến độ tuổi trung niên, lão niên thì không nên ham muốn, truy cầu nhiều nữa, cuộc sống an yên, giản dị sẽ tích lũy được phước báu. Năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Dậu 1969 đa phần đã về hưu, chỉ còn một số đang làm việc ở những vị trí ổn định, công việc, sự nghiệp năm này có nhiều cơ hội, bản mệnh nếu làm việc vừa sức, biết tiết chế trong hành xử thì sẽ hoàn thành tốt đẹp công việc. Đôi lúc công việc sẽ gặp một số vấn đề cần giải quyết, mỗi lần như vậy, nữ Kỷ Dậu không nên quá mức dụng tâm, để mọi việc thuận theo tự nhiên, có niềm tin thì mọi việc tự khắc sẽ suôn sẻ. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Kỷ Dậu tiến triển tốt, những khoản đầu tư, tiết kiệm vẫn đều đặn sinh lời theo kế hoạch đề ra. Để quản lý quỹ dự phòng an toàn, nữ Kỷ Dậu không nên chi tiêu quá hào phóng, chỉ dùng tiền vào những mục đích hợp lý. Ở độ tuổi 56, nữ tuổi Kỷ Dậu nên thay đổi kế hoạch quản lý tài chính, những khoản nên đầu tư là sức khỏe, đời sống tinh thần, tri thức, khi dùng tiền chính đáng, tiền bạc sẽ mang đến cho bản mệnh sự hạnh phúc, thỏa mãn. Vào năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ mạng 1969 được êm ấm, thuận hòa, để các thành viên trong gia đình thêm gắn kết, yêu thương, bản mệnh nên dành thời gian tổ chức hội họp, ăn uống quây quần, sự chu đáo, đảm đang, quan tâm đến sở thích, mong muốn của gia đình của nữ tuổi Kỷ Dậu sẽ khiến tình cảm giữa mọi người luôn gần gũi và ấm áp. Dù là năm 2024 hay quãng thời gian về sau, nữ Kỷ Dậu hãy giữ tâm tính mình luôn hiền hòa, tích cực, khi biết bao dung, chia sẻ, các mối quan hệ sẽ trở nên hòa thuận. Đối với chuyện thị phi, chỉ cần giữ tâm ý sáng trong, không màng lời nói của người khác thì sẽ được an nhiên, vui vẻ. Bước sang tuổi 56, nữ Kỷ Dậu nên chủ động chăm sóc sức khỏe cẩn thận, đồng thời thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm để phòng trừ bệnh tật và nắm bắt tình trạng cơ thể. Rèn luyện cơ thể, thường xuyên đi bộ, ăn uống chừng mực, đi ngủ đúng giờ sẽ giúp nữ Kỷ Dậu dưỡng sinh và có sức khỏe tốt hơn trong năm Giáp Thìn. Bên cạnh đó, bản mệnh nên giữ nội tâm cân bằng, cảm xúc ổn định để thân tâm khỏe mạnh, cuộc sống hài hòa từ bên trong đến bên ngoài. Năm 2024, nữ mạng tuổi Kỷ Dậu có sao Vân Hớn chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Vân Hớn là sao chung vừa tốt vừa xấu, chủ về các vấn đề giấy tờ, kiện tụng. Gặp sao này, nếu nữ Kỷ Dậu là người ôn hòa, cẩn thận, bao dung thì sẽ tránh được những thị phi không đáng có. Ở độ tuổi này, mệnh chủ đã hiểu được căn nguyên mọi việc, thấu hiểu nhân thế, vì thế càng bình tĩnh đối diện hiện thực, cuộc sống càng thuận lợi và bình an. Nữ mạng tuổi Kỷ Dậu trong năm Giáp Thìn này gặp hạn ngũ mộ, đây là vận hạn chủ về hao tốn tiền bạc, tài lộc, vì thế mệnh chủ nên quản lý tiền bạc cẩn thận để không bị hao hụt. Bên cạnh đó, nữ mạng tuổi Dậu 1969 nên vận động thường xuyên, không thức khuya, ăn ngủ điều độ để cơ thể có nhiều năng lượng tích cực. Khi suy nghĩ thông suốt, khí huyết lưu thông tốt thì sẽ tỉnh táo trước mọi việc, tránh được những cám dỗ, cạm bẫy bên ngoài. Và bây giờ, xin mời quý cô bác tuổi Kỷ Dậu 1969 đến với luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023 nhé. Tử vi tuần 1, tuổi Kỷ Dậu tháng 12 âm lịch 2023. Tuổi Kỷ Dậu biết nắm bắt thì đây là lúc để tỏa sáng nơi công sở,
hoặc bạn tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung cải thiện trong thời gian tới nhằm đạt được vị trí quan trọng. Thiên ấn mang lại tin vui khía cạnh sự nghiệp, nhưng vẫn có những hiểm nguy rình rập. Thế tuy nhiên, những người tuổi Kỷ Dậu vẫn vui vẻ đón nhận với thái độ tích cực, nhờ vậy mà mọi khó khăn dần trôi qua một cách nhanh chóng. Tuần mới, sẽ có người ghen tị với tuổi Kỷ Dậu. Nhiều con giáp tuổi Kỷ Dậu có những thông tin không tốt, bị bủa vây bởi những tin đồn thất thiệt. Bạn khá mệt mỏi khi phải đi giải thích với mọi người. Lúc này những người tuổi Kỷ Dậu đang nảy sinh nhiều cảm xúc mạnh mẽ, ảnh hưởng tiêu cực đến nửa kia. Để giải quyết vấn đề, bạn vẫn nên tạo dựng bầu không khí thoải mái cho bản thân trước. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 7 đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu, con số may mắn, nam, 7, 69, 35, 17, nữ, 8, 22, 76, 58, 8. Tử vi tuần 2, tuổi Kỷ Dậu tháng 12 âm lịch 2023. Người tuổi Kỷ Dậu có thể lan tỏa niềm vui và hạnh phúc tới mọi nơi mình đến, cho tất cả những người bạn gặp. Nguồn năng lượng của bạn khiến mọi người, thậm chí cả bản thân bạn cũng ngạc nhiên. Sự tự tin giúp con giáp này có thể sẽ giải quyết mọi công việc trôi chảy, chiếm ưu thế trong mọi vị trí, tình yêu hay các mối quan hệ cũng nở rộ với bạn nhờ sự thay đổi thú vị này. Người tuổi Kỷ Dậu cũng gặp may mắn trong vận trình tài chính, khi những kênh đầu tư của bạn bắt đầu sinh lời, mối bận tâm duy nhất của bạn có lẽ là sức khỏe. Con giáp này sẽ muốn cắt giảm tinh bột hoặc đường và tập trung hơn vào những khẩu phần ăn lành mạnh. Ngoài ra, bạn cũng có cảm hứng để theo đuổi những bài tập cardio hoặc yoga đơn giản. Ảnh hưởng của tiểu hao không thể xem thường, đó có thể là những khoản tiền đi uống cà phê, mừng sinh nhật, mua món đồ giảm giá, tuy nhiên cũng có thể khiến cho người tuổi Dậu sẽ làm hao hụt một khoản kha khá đấy nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 9 đến 11 giờ, màu sắc các tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Ý, con số may mắn, nam 4, 80, 50, 96, nữ 2, 14, 93, 44. Tử vi tuần 3, tuổi Kỷ Dậu tháng 12 âm lịch 2023. Người tuổi Kỷ Dậu trong tuần này tương đối khó xử, khi nửa kia dường như không có thiện chí muốn đưa mối quan hệ đến một mức xa hơn. Bạn cần hiểu rằng mối quan hệ của bạn đang ở giai đoạn nào, chớ nên vội vã. Ngược lại, nếu bên nhau đã lâu thì bạn nên xem xét lại việc có nên tiếp tục hay không. Tuần mới nhắc nhở tuổi Kỷ Dậu lưu ý rằng việc khó khăn phải xử lý trước, không biết ưu tiên sẽ dễ khiến nhịp độ công việc bị gián đoạn, phát sinh thêm chuyện không vừa ý. Ảnh hưởng của dịch mã nên con giáp này có thể trở nên bận rộn hơn, thậm chí có người phải đi xa công tác, có thêm nhiều vất vả, căng thẳng. Nếu đây là việc cần thiết để thúc đẩy hiệu quả công việc thì bạn vui vẻ với những chuyến đi của mình nhé. Chính tài mang tin vui tiền bạc để con giáp này rủng rỉnh tiền tiêu trong những ngày đầu tuần. May mắn là bạn cân đối được thu chi, lại có thêm nguồn thu từ việc phụ, nhờ thế mà luôn cảm thấy an tâm. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất, con số may mắn, nam 4, 78, 49, 07, nữ 2, 56, 08, 24. Tử vi tuần 4, tuổi Kỷ Dậu tháng 12 âm lịch 2023. Tuần cuối cùng của năm 2023 này, tuổi Kỷ Dậu có vận trình hung cát đan xen, những xui xẻo đa phần tập trung nhiều ở khoảng thời gian đầu tuần. Do thái tuế chiếu vận, những ngày giáp Tết có khởi sắc hơn chút nhờ thái dương hỗ trợ. Tuổi này nên cẩn thận trong chuyện làm ăn, thời gian này bạn dễ bị tiểu nhân cạnh tranh bẩn, ganh đua nhau từng chút một, đặc biệt là những người đang xuất ngoại. Ai đang làm những công việc nguy hiểm thì cần mang đồ bảo hộ đầy đủ và cẩn thận trong quá trình làm việc, kẻo tai họa giáng xuống bất ngờ. Đường tài lộc có dấu hiệu khởi sắc về nửa sau tuần mới, đặc biệt là nam sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữ mệnh, đầu tuần đề phòng mất của. Các bạn nam nên tiếp thu ý kiến của người lớn tuổi, đừng bảo thủ, nữ thì nên chăm lo giữ tiền cho gia đình, quản lý tốt các khoản chi hàng ngày. Vận trình tình duyên có chút trắc trở do gặp thiên diêu chiếu vận, tuổi này số đào hoa phong lưu, đa tài, ăn nói khéo nên hay được để ý. Hội độc thân nên cẩn thận kẻo vướng vào mối tình ngang trái, vô tình làm kẻ thứ ba. Người có gia đình nên kiểm soát bản thân thật tốt để không sa ngã. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao,
sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Con số may mắn, nam, 1, 82, 56, 90, nữ, 6, 16, 90, 74. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.